Hi, xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV. Và tôi là Hoàng John. Ở đầu video clip thì các bác thấy được rằng là đó là cái video khám xét nhà riêng của ông Nguyễn Đức Trung tại phố Trung Liệt. Thì báo cáo với các bác rằng là cái câu chuyện về ông Nguyễn Đức Trung thì nó rất là nhiều. Và cái vụ khám xét này thì nó liên quan đến cái vụ án gọi là chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước, và từ đó nó diễn ra một cái quyết định rằng là khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Trung. Cái thời điểm khám xét thì ông Trung không có ở nhà, thì khả năng là ông ấy đang ở phía của cơ quan gọi là phòng hỏi cung hay là một trại tạm giam nào đó của Bộ Công an. Thì báo cáo với các bác là như thế. Có nhưng mà có những cái điều gì có thể xảy ra ở trong đợt tới hay rằng cái câu chuyện là như thế nào thì tôi muốn chia sẻ với các bác một vài cái thông tin ở đây. Cái thứ nhất thì ông Nguyễn Đức Trung thì đã bị khởi tố, tuy nhiên những cái chức vụ của ông ấy vẫn đang còn giữ và chờ những cái quyết định hành chính để có thể là ông ấy hoàn toàn trở thành một cái bị can để mà trong cái vụ án này. Trong một cái diễn biến khác thì phía đảng ủy của Bộ Khoa học Công nghệ thì các bác không để ý, nhưng mà tôi để ý một cái động thái như sau. Có nghĩa rằng ngày hôm qua buổi sáng thì cái đảng ủy đã bầu ra ông Lê Công Định để mà thay vị trí gọi là bí thư đảng ủy của Bộ Khoa Công nghệ. Ông Lê Công Định thì ông đang là thứ trưởng, còn phía của ông Chu Ngọc Anh là bộ trưởng. Thì khi mà rời khỏi chức bí thư thì rõ ràng là ông ấy sẽ phải đi đâu đó. Và chúng ta chờ đợi xem rằng là có đúng như thiên hạ dự đoán rằng là sẽ về thay ông Nguyễn Đức Trung ở trong cái thời điểm tới hay không, thì chúng ta cũng phải chờ đợi những cái quyết định cụ thể. Tuy nhiên rằng là với một con người hiền hậu như ông Trung Ngọc Anh thì không biết rằng chúng ta có kỳ vọng gì về thủ đô Hà Nội không. Thì báo cáo với các bác là như vậy. Tại sao tôi lại nói thế, hay là tại sao tôi có một cái gì đấy, có một chút gì đấy thiện cảm với cả ông Nguyễn Đức Trung, mà mọi người cứ bảo rằng là anh không nên bênh ông Trung như thế. Thực ra tôi chẳng bênh cái gì cả. Cái gì là tốt thì mình bảo là tốt, và cái gì là không tốt thì mình bảo là không tốt. Những cái vụ án liên quan đến ông Trung, liên quan đến vợ ông Trung và liên quan đến con ông Trung thì rõ ràng là chúng ta không được bỏ qua, và cái việc này nó vẫn phải khởi tố và đúng theo cái dự định đó. Tuy nhiên những cái gì ông Trung làm được thì chúng ta cũng vẫn phải ghi nhận. Vì dù sao ấy, có thể là ông Trung ông ấy lấy cái của, nghĩa là lấy cái phương pháp của người khác ra, những cái lúc mà thi hành gọi là những cái mệnh lệnh rất là quyết liệt ở trong cái thời điểm Covid thì đây cũng là một thành công, cộng với cả rằng là cái số lượng cây xanh rất phủ rộng ở thủ đô Hà Nội, trồng 1 triệu cây xanh, thì chúng ta cũng vẫn phải ghi nhận cái điều đó. Vì cũng chưa biết được rằng là cái số tiền đấy nó sẽ đi đâu hay vào túi nào đó, nhưng mà tạm thời với người dân ấy, thì có thêm một số lượng cây xanh thì là cũng đã rất là tốt rồi. Đấy là một cái điểm tốt. Nhưng cái điểm mà tôi gọi là tôi thiện cảm với ông Trung ấy, bởi vì rằng là ông ấy làm rất là quyết liệt, và cái tác phong lãnh đạo, cái tác phong quản lý của ông đấy là cái tác phong mà có lẽ rằng là rất nhiều người quản lý hoặc là hay những đảng viên cần phải học cái điều đó. Ông ấy lên trên cuộc họp với cả những cái giám đốc sở, với những cả gọi là cuộc họp của Ủy ban Nhân dân thì các bác nhìn choáng, gọi là đâu ra đấy, nói gãy gọn, rồi là không dời dài như tôi đâu, nói gãy gọn rồi là quyết liệt. Nhưng ông nào mà phó đi thay hay là trưởng
hoặc là trưởng đi nhưng mà kéo phó đi cùng là không có chuyện. Trưởng là trưởng, vào đấy và phải trả lời, phải nắm vững đầy đủ mọi thứ. Thì đấy là cái tác phong cần thiết của nhà của một người quản lý của thủ đô Hà Nội. Chứ nếu mà hiền quá thì tôi cho rằng là cũng giống như với anh đấy trước. Cuối cùng rằng tổng kết lại là chẳng đạt được cái gì cả, mà chẳng biết các anh đấy trong cái thời gian đó anh ấy làm được cái gì, được mấy gạch đầu dòng về thành tích. Thì báo cáo với các bác là như vậy. Liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung thì là rất nhiều những cái thông tin bên lề trái chiều. Các bác có thể thấy rằng là tôi không hề đưa ra một cái fake news hay là một cái gì đấy gọi là thu hút giật gân như những cái trang như Loa TV hay là Six News. Các bác có thể thấy rằng là hàng trăm triệu đô rồi hàng tỷ đồng rồi là ông Chung là bị nhập viện rồi ông Chung tự tử. Rất là nhiều những cái tin như thế. Thì thông qua những cái tin như thế này thì các bác thấy được rằng là mọi diễn biến nó đều có cả. Mình chỉ cần tinh ý một tí là mình nhìn được thôi. Đó. Tôi ví dụ như là ông Trung mà ông ấy bị một cái gì đấy liên quan đến bệnh hoặc là liên quan đến việc bỏ trốn hay liên quan đến gì đó thì rõ ràng là không thể nào có hai cái xe của công an mà đứng ở nhà ông đấy cả ngày lẫn đêm được. Đó. Thì báo cáo với các bác là như thế. Thế cho nên là mình xem tin thì mình cũng phải rõ ràng và mạch lạc ra. Về phía một phía nữa thì tôi rất đồng cảm với nhà báo Như Phong ấy. Thì các bác cũng thấy rằng là tôi chụp mình màn hình của bên phía nhà báo Như Phong ở cái đầu video clip. Thì các bác mới thấy được rằng là tôi cũng không biết thế nào, nhưng mà ông Như Phong ông nói rất đúng ý tôi. Mình là thằng đàn ông thì mình làm gì thì làm, nhưng mình không được hèn. Bởi vì cũng đúng như tôi thôi, làm những cái vụ như vụ ông Vũ Huy Hoàng hay là cái gì đấy ra tòa thì các bác ấy, anh ấy lại bình thường thì các bác ấy hét ra lửa ghê lắm, khiếp lắm, rồi tất cả mọi thứ gọi là chém gió phần phật luôn. Nhưng khi ra trước vành móng ngựa thì đổ hết lỗi cho nhân viên, đổ hết lỗi cho những người khác mà đổ lỗi cho cả những người không có mặt ở đó. Thì các bác mới thấy được rằng là khi ra tòa thì người ta như thế nào đấy. Ở đây trong rất nhiều video clip của tôi về anh Nguyễn Đức Chung thì tôi luôn kỳ vọng anh ấy mấy thứ. Thứ nhất, thực ra bản chất trách nhiệm là của anh Chung. Anh hãy cố gắng nhận hết và nhận cái trách nhiệm chỉ đạo với vợ với con của anh ấy về đứng nhất. Với hai nữa, khi anh ra tòa anh cũng đừng đổ lỗi cho nhân viên, anh cũng đừng đổ lỗi cho bất kỳ một ai cả, bởi vì lỗi của anh Trung thôi. Với cái bản chất quyết liệt, làm việc quyết liệt của anh ấy, thì rõ ràng là mọi thứ của Hà Nội này đều do anh chỉ đạo. Thế cho nên trách nhiệm là của anh là chính. Cho nên dù sao thì cái án nó cũng gọi là cao lắm rồi, không thể nào nó được thấp đi đâu. Thế cho nên anh hãy dũng cảm anh nhận lỗi để mà anh có một cái niềm tin gì đấy cho công chúng là đấy cái sự mạnh mẽ quyết liệt chính là cái bản thân con người của anh. Giờ này thì tôi nghĩ rằng là anh Trung cũng khá là buồn, bởi vì tôi cũng biết rất là nhiều người cũng như anh Trung bình thường thì đi hỏi cung rồi là đi điều tra các người khác. Nhưng bây giờ mình lại đứng ở cái vị trí bị can, mình lại đứng ở vị trí gọi là bị người khác hỏi cung, và thậm chí đang bị chính nhân viên của mình, như là những cái nhân viên cũ của mình, những đồng đội cũ của mình hỏi cung. Đấy, thì phải nói rằng là cảm giác nó rất là khó diễn tả trong cái việc này. Về phía của ông Nguyễn Duy Ngọc, của tướng Nguyễn Duy Ngọc, thì mọi người đều bảo rằng là hai anh này gọi là như nước với lửa, rồi đằng như nọ đằng kia. Cái việc điều tra về anh Nguyễn Đức Chung này thì ông Nguyễn Duy Ngọc là cái tác nhân chính, và anh ấy quyết định anh ấy làm việc này. Tuy nhiên rằng là mọi người lại suy luận, gọi là suy diễn nó quá lên ở một cái rằng là nó gần như là một cái cách trả thù cá nhân liên quan đến cái thời điểm anh Ngọc với anh Trung ở cùng một chiến tuyến. Thì báo cáo với các bác rằng ấy, đó là đồng đội với nhau, đó là những cái chiến sĩ ở trong đội trọng án và chiến sĩ công an với nhau, thì họ vẫn có một cái gì đấy, mặc dù có thể khác quan điểm, mặc dù có thể khác nhiều thứ, tuy nhiên vẫn có một cái gì đấy nó gắn kết. Thế cho nên anh Nguyễn Duy Ngọc thì tôi cho rằng là cái thời điểm này khi anh ấy đứng ra ở cái vụ án của anh Đức Chung thì anh vẫn phải làm hết sức mình. Tuy nhiên cái thời điểm mà bắt anh Nguyễn Đức Chung, thời điểm mà thẩm vấn anh Nguyễn Đức Chung thì tôi đảm bảo rằng là trong lòng của anh đấy nó sẽ không phải là một cái niềm sung sướng, một cái sự hỉ hả của một cái kẻ nào đấy đâu, mà nó sẽ là một cái buồn chịu nặng lắm, chứ không phải là một cái thì tôi thấy tối cái mà tôi cũng không biết thả thế nào, nhưng mà nó cũng khá là đau lòng. Thì ở đấy các bác có thể là thử suy nghĩ và đặt mình ở những cái vị trí đối diện để mà các bác thử tính toán, các bác thử cảm nhận xem như thế nào. Còn chúng ta không cố gắng là hy vọng vào những cái chủ tịch đợt tới, hy vọng vào những cái công tác cán bộ đợt tới để chọn lựa được những con người nó vừa quyết liệt được nhưng nó cũng vừa
vừa trong sạch được. Và đặc biệt các bác thấy rằng là gần đây tôi hay nói đến cái từ gọi là chí công vô tư. Đấy. Chí công vô tư có nghĩa rằng làm không vì một cái gì cả, làm không vì bản thân mình, không vì gia đình mình, không vì cái danh vị của mình, mà hãy làm vì nhân dân với một cái tinh thần gọi là chí công vô tư. Thì đất nước và con người trong quá trình làm lịch sử thế này rất cần những con người như thế. Thì tôi hy vọng rằng là sau cái đại hội 13 này có được khoảng tầm 10-15% những cán bộ như thế, thì có lẽ rằng là nước mình cũng đã chuyển biến rồi, chứ không phải rằng là chỉ cần, không phải cần đến toàn bộ hay là cần đến 50%. Thì báo cáo với các bác là như thế. Video của tôi dừng tại đây. Không, thực ra là đọc ví dụ anh Bắc Anh Trung này tôi cũng hơi buồn buồn này, chứ cũng chả sướng gì đâu. Báo cáo các bác là thế. Thì rất cảm ơn các bác đã theo dõi kênh Trang TV, và hẹn gặp lại các bác ở những kênh khác.